Xin chào, mùa Tết này bạn đã chọn xem phim gì ở rạp chưa? Phim siêu anh hùng, phim hoạt hình dễ thương, hay là một bộ phim quyền bí? Hay là Trạng Tí Phiêu Lưu Ký, một bộ phim với nội dung kỹ xảo và âm thanh tuyệt vời dành cho cả gia đình bạn. Đặt vé xem Trạng Tí ngay để gặp thần hổ tài nha. Khởi chiếu toàn quốc vào ngày 1 tháng 2 năm 2022, nhằm mùng 1 Tết Nguyên Đán.